Thưa các bạn, lựa chọn việc làm luôn là vấn đề đau đầu của nhiều người, đặc biệt là những học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Câu hỏi làm thế nào để tìm ra được một ngành nghề vừa phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích của mình, lại vừa phù hợp với xu thế phát triển của xã hội luôn được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Do vậy, trong video này, kênh Khoa học ứng dụng sẽ chia sẻ cho quý phụ huynh và các bạn top 5 nghề hot nhất trong 5 năm tới, gợi ý để các bạn học sinh vừa lựa chọn cho mình được một nghề phù hợp lại có thể kiếm được mức lương cao phù hợp với xu thế thời đại. Nghề thứ nhất là bác sĩ, dược sĩ. Như tất cả mọi người đã biết, việc thế giới ngày càng phát triển hiện nay thì đòi hỏi đời sống, an sinh xã hội cũng phải càng tiến bước phát triển theo. Do vậy, trong tương lai, ngành nghề y tế đòi hỏi sự phát triển mạnh mẽ để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của xã hội. Hơn nữa, đây là một ngành nghề thiết yếu, dù bất cứ nơi đâu hay thời gian nào, chúng ta đều cần tới các bác sĩ. Về thị trường quốc tế thì khối ngành y tế luôn là xu hướng nghề nghiệp của năm 2020 với dự đoán mức tăng trưởng lên tới 19,5%. Đây là một trong những ngành đóng góp vai trò quan trọng trong khoa học, đời sống, kỹ thuật và y học. Trong tương lai gần, khoảng 5 năm tới, ngành này sẽ hưởng một phần không nhỏ từ một số lượng dân số già hóa, đối tượng cần nhiều đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất của xã hội. Mức lương trung bình khối ngành nghề này trên thế giới là 66.567 USD trên một năm. Thị trường Việt Nam thì ở Việt Nam, nghề bác sĩ luôn là nghề có thu nhập cao và được xã hội tôn trọng. Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, đội ngũ bác sĩ Việt Nam đã làm tốt công việc của mình, khẳng định được giá trị của nghề bác sĩ. Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Y tế trong hệ thống khám chữa bệnh giai đoạn 2015-2020 thì cần phải bổ sung thêm 10.887 dược sĩ đại học, 83.851 điều dưỡng, đạt 30% tổng số điều dưỡng có trình độ cao đẳng đại học. Việc này đã mở ra cơ hội việc làm rất lớn cho những người có dự định theo học và làm việc trong ngành y. Mức lương trung bình ở Việt Nam là 20-30 triệu đồng một tháng. Y dược thì học ở đâu? Thí sinh có thể thi vào các trường đại học dưới đây: Đại học Y Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Hải Phòng, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Nghề nghiệp thứ hai là dịch vụ kỹ thuật. Việc thế giới luôn luôn không ngừng đổi mới, đòi hỏi trình độ con người cũng phải đáp ứng theo để bắt kịp tốc độ phát triển. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là thời gian mà công việc dịch vụ kỹ thuật đòi hỏi ở mức năng suất cao nhất, và đặc biệt mức lương trong ngành này cũng khá hấp dẫn. Thị trường quốc tế dự kiến mức độ tăng trưởng của ngành dịch vụ kỹ thuật là 19%. Đây được coi là một ngành được kỳ vọng sẽ tạo được việc làm cho hàng ngàn sinh viên mới ra trường trong tương lai 5 năm, 10 năm tới. Bởi ngành dịch vụ kỹ thuật luôn đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn, cộng thêm việc nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng. Mức lương trung bình là 87.246 USD một năm. Thị trường Việt Nam, mọi người không còn lạ gì về tỷ lệ sinh viên ngành dịch vụ kỹ thuật ra trường tại Việt Nam luôn có việc làm với mức lương mà nhiều người mơ ước. Chính vì trình độ chuyên môn hóa cao, đặc biệt đáp ứng đúng nhu cầu và xu hướng của người tiêu dùng hiện nay. Như mọi người đã biết, những đồ công nghệ thiết yếu trong cuộc sống xung quanh ta như tủ lạnh, xe máy, điện thoại, mọi thứ đều cần đến dịch vụ kỹ thuật. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 22 triệu người sử dụng smartphone, tức là cứ 4 người Việt Nam có một người sử dụng điện thoại thông minh. Gần như người nào ở Việt Nam cũng có một chiếc xe máy trong nhà mình. Ngoài ra, nhiều người có tay nghề có thể mở thêm cửa hàng tư nhân.
đi lại của con người. Học ngành kiến trúc ra trường sẽ làm gì? Kinh tế xã hội phát triển, sự đô thị hóa bùng nổ về xây dựng là các yếu tố thúc đẩy ngành kiến trúc phát triển. Nhu cầu nhân lực trong ngành kiến trúc và các lĩnh vực liên quan trở nên rất cần thiết. Vì vậy, cơ hội việc làm đối với sinh viên ngành kiến trúc là vô cùng hấp dẫn. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thì thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu nhân lực ngành kiến trúc luôn cao. Giai đoạn 2013-2015 kéo dài đến 2020-2025, kiến trúc được dự đoán là một trong 8 nhóm ngành thu hút nhiều lao động nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng hơn 10.800 người một năm. Do đó, học ngành kiến trúc, sinh viên sẽ không phải lo lắng về vấn đề việc làm với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Chính vì vậy, ngành kiến trúc là một trong những ngành được quan tâm lựa chọn hàng đầu ở Việt Nam hiện nay. Sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc, bạn có thể đảm nhận nhiều vai trò vị trí khác nhau như kiến trúc sư thiết kế, thi công, giám sát công trình, kiến trúc dân dụng, công nghiệp, quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư, cao ốc, công trình đô thị và nông thôn tại các công ty tư vấn kiến trúc, các viện trực thuộc bộ, ngành, các tổng công ty lớn của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa. Bên cạnh đó, làm việc trong ngành kiến trúc đồng nghĩa với việc bạn có nhiều cơ hội để tự khởi nghiệp với vai trò chủ đầu tư, thiết kế, thi công các công trình kiến trúc. Hiện nay có rất nhiều cơ sở đào tạo ngành kiến trúc, tuy nhiên để tìm được trường đại học đào tạo nghề này một cách bài bản và uy tín thì không dễ. Ở miền Nam, bạn có thể kể đến Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh hay Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Bắc, các bạn có thể theo học tại Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Hãy đăng ký kênh để có thêm nhiều video giá trị khác. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.